tử vi xem chỉ tay, xem tuổi thọ, cuộc đời và sức khỏe. Rất hoan hỷ chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh kiến thức tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã lá số của mình. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý thính giả vạn sự như ý, phú quý bình an. Quý vị và các bạn thân mến, trong nhân tướng học thì mỗi người chúng ta đều sở hữu những đường chỉ tay ở trong lòng bàn tay, nó có độ dài ngắn và độ đậm nhạt khác nhau. Và thông qua đó thì các chuyên gia trong nhân tướng học đã luận đoán được về công danh, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên của một con người sở hữu chúng. Đôi khi chỉ với những dấu hiệu nhỏ thì cũng có thể tiết lộ cho bạn và dự báo về vận trình sắp tới. Bởi lẽ đó, mỗi một phần trên bàn tay nó tượng trưng cho những khía cạnh khác nhau của cuộc đời. Và trong chương trình ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ tiết lộ với quý vị và các bạn những bí mật động trời về những dấu ấn nó ẩn chứa đằng sau những đường vân trong lòng bàn tay, có thể giúp bạn nhận biết được về hậu vận sang hiển sướng khổ của mình. Và sau đây xin mời các bạn hãy chú ý theo dõi chi tiết nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về học cách xem chỉ tay để đoán đường sinh mệnh đẹp và xấu. Về đường sinh mệnh, nó là một trong ba đường chỉ tay lớn nhất và quan trọng nhất. Và việc xem chỉ tay thì nó đại diện cho sức khỏe và biến đổi cuộc đời, đôi khi còn được coi là đường vận mệnh. Và trước khi bắt đầu thì bạn cần phải nắm chắc các thông tin sau đây về cách xem các gò trong lòng bàn tay và ý nghĩa của chúng. Với ý nghĩa tổng quan của các dấu hiệu, nó bao gồm vân đảo, hình chữ thập, hình tam giác, hình xoắn xích và đường phân nhánh hoặc là đường phân trạch. Phần này có trong bài tổng quan về cách xem tướng tay. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là về đường chỉ tay sinh mệnh ở đâu trong lòng bàn tay. Với một đường sinh mệnh thì nó thông thường sẽ là đường lớn kéo dài từ mép bàn tay mà vị trí giữa ngón trỏ và ngón tay cái. Nó chạy theo đường cong xuống đến cổ tay và nó bao quanh ngón cái. Khi chúng ta đánh giá về đường sinh mệnh thì chỉ cần chú ý về độ dài, độ sâu, độ nét và độ liền mạch và hình dáng của nó. Còn bàn về độ dài thì nhiều quan điểm cho rằng độ dài của đường sinh mệnh nó đại diện cho tuổi thọ. Nhưng tuy nhiên, khi xem đường sinh mệnh thì độ dài nó đại diện cho độ mạnh yếu của sinh mệnh và vận thế nhân sinh nhiều hay ít mà thôi. Còn bàn về độ sâu nét là nó thể hiện cho sức sống, tình trạng trong cuộc đời. Còn bàn về độ liền mạch, nó thể hiện khả năng biến đổi của cuộc đời của một người. Còn bàn về hình dáng, vị trí, độ cong nơi nó xuất phát và nơi nó kết thúc là nó thể hiện khả năng sinh mệnh của một người. Và các bạn thân mến, về thứ hai là về cách xem đường sinh mệnh xấu và đẹp về cơ bản. Phần này thì chúng ta sẽ tổng hợp lại và đặt theo các đối sách thái cực để dễ nhận biết nhất. Với đường sinh mệnh đẹp hoặc cũng còn gọi là đường cuộc đời đẹp, khi mà không bị đứt gãy, nó chạy liền mạch, không có các vân hoặc các đường nhỏ chen vào. Với những đường rõ nét sâu, điểm thêm những chấm màu hồng nhạt hoặc là hồng phấn kéo dài kết thúc cuối bàn tay, sát ở cổ tay. Về luận giải đơn giản là chủ nhân có sức khỏe tốt và bao gồm quá khứ, hiện tại, trong tương lai ít nhất là 5 năm, thì thiên phú lúc sinh ra đã được trời phú một thể chất dồi dào, từ đó cuộc đời thuận lợi, sống thọ. Người có đường sinh mệnh đẹp cũng thường là người có tính cách lạc quan, tích cực, suy nghĩ đột phá, luôn tiến về phía trước, vững vàng và đón nhận những thử thách để thu lấy những thành công trong cuộc sống. Còn về đường sinh mệnh mà xấu thì thường rất dễ nhận biết nhất là đường sinh mệnh ngắn nhưng lại nâng, không rõ ràng, màu sắc ảm đạm và thường bị các đường vân khác cắt ngang và xuất hiện thành hình vân đảo với các hình tròn hoặc hình bầu dục hoặc hình tam giác hay là hình chữ thập trên đường vân này.
Với người có đường sinh mệnh xấu, thường là người có sức khỏe yếu, rất dễ mắc bệnh. Với tính cách của người này nhút nhát, rất dễ tự ti và do dự, không dám đối mặt với những khó khăn, và làm việc thì thường được chăng hay chớ, đầu voi đuôi chuột, rất dễ thất bại trong cuộc sống. Còn đối với độ cong của đường sinh mệnh, thì để hiểu biết về độ cong của đường sinh mệnh thì bạn cần phải hiểu về gò kim tinh là phần nổi lên ở dưới ngón tay cái, ở trên bàn tay. Thứ hai là đường kẻ ranh giới từ ngón giữa kẻ thẳng xuống cổ tay để làm phân định. Với đường sinh mệnh có độ cong lớn, nó vượt ra khỏi đường kẻ tính từ ngón tay giữa xuống đến cổ tay và kéo dài đến góc bàn tay. Nó bao rộng quanh gò kim tinh thì hầu hết là người có sức sống dồi dào, tinh lực tốt, sinh lực tràn trề. Nếu là nam thì thường sẽ là người giàu có và có khả năng tư duy rất mạnh mẽ và có tầm nhìn rộng lớn. Còn đối với nữ thì là người rất sợ cô đơn, coi trọng tình cảm. Với những người có đường sinh mệnh thế này thì rất phù hợp với các ngành nghề như kinh doanh hay là nghệ thuật. Còn đối với đường sinh mệnh mà có độ cong nhỏ hẹp, thường sẽ là người điềm tĩnh, sức khỏe về mặt tổng thể không tốt. Về mặt y lý thì những người này không mạnh mẽ nên dục tính thấp, lãnh đạo, cũng vì thế mà hay khổ não. Với những người này sẽ thường làm các công việc có liên quan đến công việc vận động về chân tay, và để hóa giải việc này thì cần phải luôn cố gắng để duy trì trạng thái về tâm lý, tình cảm. Về thứ ba là về cách phân biệt các dấu hiệu và đặc thù của đường sinh mệnh như sau. Về đường sinh mệnh mà có nốt ruồi thì đường sinh mệnh có nốt ruồi nó nằm ở trên đường sinh mệnh là nó đại diện cho việc sức khỏe của bạn không tốt, có thể chất yếu và có khả năng mắc nhiều bệnh tật. Càng về già, khi cơ thể suy yếu thì càng tồi tệ. Tuy nhiên thì mức độ ảnh hưởng tổn thương phụ thuộc vào màu sắc của nốt ruồi. Nếu màu xanh, nó làm tổn thương về cơ thể, còn màu nâu hoặc hạt rẻ là bị bệnh, còn màu đen nhạt là bệnh nặng hoặc bị thương nặng, nếu đen thẫm là bị thương rất nặng và khó phục hồi. Còn về cách hóa giải như sau, người này phải cải thiện sức khỏe ngay từ khi còn trẻ, từ chế độ ăn uống cho đến rèn luyện cơ thể, sống cẩn thận để tránh tai họa. Còn về đường sinh mệnh mà bị đứt rời rạc ra, chúng ta phải nhận biết rằng về cơ bản khi đường sinh mệnh có vết đứt thì thường sẽ có chuyện ngoài ý muốn, biến cố xảy ra hoặc cơ thể bị bệnh tật nặng. Trong những trường hợp khi mà bị đứt nhưng vẫn tiếp tục nối lại với vết đứt hẹp cỡ 1,5mm thì có thể là cơ thể bị tổn thương nhưng rất dễ hồi phục và trở lại bình thường. Và ngược lại, nếu vết đứt càng lớn thì tổn thương sẽ rất nặng, rất khó phục hồi. Nếu vết đứt mà xuất hiện trên cả hai bàn tay thì rất có nhiều khả năng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Và trong những trường hợp nếu có thêm đường cong, nó chạy song song với đường sinh mệnh nằm bên trong mà nhỏ hơn hoặc mờ hơn thì thường được gọi đó là đường tỉ muội. Nó cũng xuất hiện những vết đứt thì sẽ tránh được tai họa. Với người có đường sinh mệnh bị đứt, thường là người sống rất thận trọng. Còn về đường sinh mệnh mà sâu, thô, to và dày, với người có đường sinh mệnh này thường là người khỏe mạnh, cơ bắp phát triển, về tinh lực dồi dào, có khả năng chịu đựng và đối mặt với nhiều khó khăn hoặc rủi ro rất cao. Tất nhiên là đường sâu thô nhưng độ dài phải đủ, còn quá ngắn không kéo dài cho đến cuối bàn tay thì lại đại diện cho việc tuổi trẻ khỏe mạnh, càng về già càng yếu. Còn nếu bạn hoặc người bạn nhìn thấy đường sinh mệnh như thế này thì cần phải biết tiếp thu ý kiến, biết học hỏi, vì kiểu người này thường rất tự tin, nhiều khi là tự tin thái quá, trong mắt của nhiều người thì trở thành ngạo mạn và tự mãn, gây ra nhiều hệ lụy tới quan hệ người thân và bạn bè trong xã hội. Còn người có đường sinh mệnh mà rõ nhưng lại nhạt màu, thường là người chủ nhân trong bàn tay thiếu kiên định, không thiên về công việc, cần đến thể lực, vì thế chất lượng về thể lực sẽ không tốt. Với tính cách của họ sẽ nghiêng về
tính bảo thủ, nhưng sống thì rất hy sinh. Có thể là chăm lo cho người khác vô điều kiện. Kiểu đường chỉ tay này chủ yếu xuất hiện trên bàn tay nữ giới là nhiều. Còn đối với người có đường sinh mệnh mà mảnh, yếu ớt và mờ nhạt, với kiểu đường sinh mệnh này thường nó đại biểu cho thể chất yếu, tinh thần không mạnh và tình cảm hay bị rơi vào ngõ cụt. Đồng thời cũng là người rất dễ bị lừa gạt, gặp chuyện xấu, tâm tính nhiều khi nhỏ nhen hay so đo, tính toán và là người rất tự phụ. Với cách để thay đổi đó là phải rộng tâm, đối diện với mọi thứ với thái độ tích cực, không nên quá chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt và thường xuyên chú ý tới sức khỏe, tránh xa những thói hư tật xấu làm ảnh hưởng đến bản thân. Còn đường sinh mệnh ở phía dưới thì nhiều vân tạp loạn, với một nhận biết như sau là khi đuôi đường sinh mệnh có nhiều nhánh đường nhỏ, nếu những đường này hướng xuống cổ tay không hướng lên. Về luận giải như sau, đây là một trong những dấu hiệu cơ thể suy kiệt, sức khỏe yếu như ngọn nến sắp tắt, đồng thời sự nghiệp công việc cũng gặp nhiều các vấn đề, ngưng trệ, có một thể lực không đảm bảo. Cũng vì thế mà các mối quan hệ rơi vào tình trạng trì trệ nhất. Còn về việc để khai vận thì cần tập trung khôi phục sức khỏe, suy nghĩ tích cực hơn để khắc phục từng phần, cho dù không được như lúc vượng thì cũng giảm bớt những nguy hại. Còn nếu như cuối đường sinh mệnh mà có nhiều đường xiên chéo, về nhận biết như sau, nhìn vào cuối đường sinh mệnh mà có nhiều đường xiên qua và hơi chéo thì luận giải là có những tình trạng này nó dự báo cuối đời rất dễ rơi vào cảnh khốn khổ, bệnh tật đeo đẳng, sức khỏe yếu, từ đó mà tiền tài hao tốn, vất vả bôn ba, cả tâm lẫn cơ thể đều mệt mỏi. Còn với cách khắc phục như sau, khi biết tình trạng như vậy thì nên thay đổi về sức khỏe, tích lũy tài chính ngay từ khi còn trẻ. Còn nếu như cuối đường sinh mệnh mà phân nhánh nhỏ, về đuôi đường sinh mệnh mà có nhiều nhánh nhỏ, có thể trễ ba hoặc trễ tư, thì đây là người khi còn trẻ vận thế khá tốt, từ trung niên bắt đầu gặp sóng gió và khó khăn, nhiều sự không thuận. Với cách khắc phục như sau, hãy học cách thích nghi với hoàn cảnh và rèn luyện tâm trí, tránh rơi vào cảnh cô đơn khi về già. Còn nếu đường sinh mệnh mà phân nhánh ở giữa nó hướng xuống dưới, thì đường sinh mệnh phân nhánh ngay ở giữa thay vì ở cuối. Với những đường phân nhánh đều hướng xuống dưới thì bản thân có thể gặp phải cảnh lạnh nhạt với người thân hoặc sống xa người thân, cuộc đời luôn bôn ba vất vả, ít thời gian ở bên cạnh gia đình và đặc biệt là với bố mẹ, anh em ruột. Mặc dù vậy, họ cũng nhận định là người sống có trách nhiệm và rất có nghĩa. Còn về cách khắc phục như sau là cần phải cân nhắc và dành nhiều thời gian cho gia đình, người thân để cuộc sống viên mãn và hạnh phúc hơn. Còn đối với đường sinh mệnh mà có đường nhánh nhỏ nó hướng lên, nếu trên đường sinh mệnh mà có đường vân nhỏ mà phân nhánh hướng xuyên thẳng lên trên thì nó biểu hiện cho người này có tư chất thông minh, thiên về suy nghĩ, luôn là người tò mò tìm hiểu mọi vấn đề. Nhờ vậy họ có năng lực học tập rất mạnh. Tuy nhiên đây cũng là mẫu người không biết khiêm nhường hay bị vướng vào những chuyện thị phi. Với cách khắc phục như sau, mặc dù là chỉ tay hiếm, tuy nhiên thì cần phải học cách tự chế bản thân để tránh rơi vào những hoàn cảnh không hay. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.